and I wonder all day, who are you when you are not the one in your way? And then I think about myself and I stay. I'm a pretty boss, look on my shit bright white. I'm a freak in the sheets, but I got class. I'ma grab an ass if you want it. Best you ever had, give it to you back. Đây là khu vực lắp đặt của chiếc Click 125 đang nâng cấp lên 63 gen gen BRT. Cục máy của nó đây. Về cơ bản thì chiếc Click 125 này nó sẽ khác với lại chiếc 150 ở những điểm nào? Thứ nhất là cái đầu. Cái đầu đây là đầu của 150 nè, đầu này 125. Và cái size số bắp nó sẽ nhỏ hơn. Đây là size 22-27. Còn của chiếc 150 là 23 và 29. Thì nếu mà nâng cấp lên 63 gen gen thì với cái đầu này á, thì nó sẽ không phát được hết cái lực máy nếu mà đi đầu 125 súp bắp nhỏ như thế này. Và thậm chí là hiện nay với đầu 150 thì mình cũng đã nâng cấp lên được một size súp bắp rồi. Tức là cái size của cây lửa ở đây là 23 thì mình đã xoáy lên được 24, lên được một size súp bắp này thôi. Còn nếu mà lên hai cái này thì nó liên quan tới dời gích, dời đường nước, thì nó là liên quan tới đầu lớn rồi, nên là mình không làm. Coi như là cái đầu này là đang giữ gích gen và chỉ xoáy một súp bắp lên thôi, thì cái đó nó cũng bền, nó cũng giống như là cái bài súp bắp gen thôi, nhưng mà nó cải thiện hiệu năng một tí xíu. Còn về phần thứ hai là về phần tay gen. Tay gen đây là tay gen 13 nè, tức là ác đây 13. Thì nhiều bạn khi mà đi mua Vairo 125 hay là Click 125 chuẩn bị độ lên thì các bạn lăn tăn nhất là điều này, tức là 62, 63 thì có chẻ máy thay tay 14 này hay không, có cần phải chẻ máy lần này ra rồi lấy gen ra rồi thay tay gia công lại gen hay không. Cái đó thì nó rất là mất thời gian và tốn thêm chi phí. Thì đây BRT có cái piston, đây các bạn thấy Vairo 125 63 pin 13, tức là ác 13. Đây là compression 12.5, tức là tỷ số nén canh được 12.5 cho cái cấu hình này. Như vậy là chiếc xe này Click 125 hay là Vairo 125 cũng sẽ không cần phải chẻ máy thay tay. Nếu mà chẻ máy thay tay và thay tay dây, thay tay gen này, gia công gen thì các bạn sẽ tốn thêm khoảng 2 triệu rưỡi nữa cho cái phần này. Thế như vậy, sử dụng piston này vẫn là lòng 63, đường kính 63 đây, nhưng mà mình chỉ thay lại cái piston thành nắp 13 thôi. Như vậy thì nó cũng sẽ hoạt động giống như cái 63 gen gen, nắp 14 giống như 150, nhưng mà nó chỉ phát sinh thêm cái phần đầu này thôi nếu mà các bạn đi xe 125. Ok, ngoài ra còn có những món phụ tùng khác, như là đây là lò xo đầu BRT oval nè. Các bạn thấy cái sợi lò xo đầu nó hình oval, nó dẹp dẹp không? Và bên đây cũng đã lắp đặt rồi đó, nó hình oval. Đây là họng gió BRT 32mm dành cho cấu hình 63 gen gen và đây 32 nè. Còn đây là họng gió zin theo xe, rất là nhỏ đúng không? Cầm hai cái lên so sánh các bạn xem. Cái bé tẹo như thế này, cái 32mm. Đây là kim phun mình sử dụng cho cấu hình này. Thì cái cấu hình 63 này mình sử dụng tầm 180 hoặc là 200cc là ok. Kim phun BRT 200cc. Đây là mẫu cam mình sử dụng, cam BRT mẫu T, tức là mẫu nhỏ. Còn nếu mà các bạn lên đầu lớn thì sẽ dùng mẫu cam R. Cam zin nè, cam zin còn rất là mới, rất là đẹp. Cái xe này Click 125 này của bạn còn mới lắm. Cam BRT. Và một cái nữa là cái nắp đầu này, nắp đầu của chiếc 125 lại dùng một cái nắp bằng nhựa chứ không phải là bằng nhôm giống như chiếc 150. Này chắc là giảm chi phí được một tí xíu đây.
tiết mục test drive Click 125. Cấu hình như các bạn đã xem từ đầu clip rồi đó, 63 VIN VIN BRT. Và đây là cấu hình không trả máy nha. Để xem một chiếc xe 125 làm thì nó có khác, có yếu, có mạnh hơn so với chiếc 150, những chiếc khác mình từng làm hay không. Đầu tiên là lấy biểu đồ coi trước đi. Trong xe này bạn có nhiều đồ cá nhân ghê gớm lắm. Mình chỉ thọt tay vô mình lấy thôi. Đây, biểu đồ đây đâu của xe. Ngó qua sơ nha, chiếc xe này là được mã lực cực đại là 16.37. Nhưng mà 16.37 mã lực á, so với những chiếc 150 trước mình làm thì có những chiếc là tầm 16, có những chiếc 15.8. Nói chung là nó cũng tầm dao động ở 16. Thì đây là một cái chiếc xe đạt được kết quả cũng khá tốt. Đây, cái định máy nằm ở đây. Nhưng mà chiếu xuống ở đây thì các bạn có thấy điều gì nó hơi kỳ lạ không? Định máy nằm ở 85 km/h. Đó, tới đây mới còn 101 à, 105 à. Tự nhiên cái đường này nó tuột xuống, tức là mã lực nó tuột xuống nè. Và cái đường thể hiện RPM, tức là vòng tua máy, nó cũng bị tuột xuống hẳn luôn. Tức là trên bàn dyno là mình đánh là cứng ống ga của này, cứng ống ga, nhưng mà tới khoảng này thì nó tuột. Đó là do cái nồi. Cái nồi của xe này là bạn chủ xe là không muốn mình can thiệp, tức là để bạn về tự fit nồi zin lại. Chứ thường bên mình làm á, đối với những chiếc mà lên 63 như thế này á, là nồi zin là không chịu nổi. Và thường là mình thay full nồi độ, thay nồi trước, nồi sau thôi. Như Cura thì có thể dùng lại. Còn bây giờ thì máy à. Tiếng bồ của xe này, xe này là bồ KKBS. Mới đầu là bạn có gắn một cái tiêu nhỏ nhỏ đây nữa, nhưng mà hiện tại là mình đã tháo ra rồi. Xe này 63 lượng chứ không phải xe zin. Đây nha, một chiếc xe 63 zin zin đang tuột nồi. Và đi ra đầu nó sẽ hơi giật, cái nồi nó cứ kiểu như là nó cứ bung ra bung vô vậy. Và đi ra đầu là mình hơi khó chịu. Cái xe này đang vòng tua máy thấp nữa ha, rất là rần, là rung tê cái chân luôn nếu mà đi ở tốc độ 30 như thế này. Đó, xe này nói tuột nồi thôi chứ chỉ tuột khi mà bạn vặn gấp ga. Tức là tí nữa giờ lành cũng đã tới rồi, tí nữa thì mình sẽ gấp gáp vài cái nha. Còn nếu mà đi bình thường thì cũng sao, cũng không phải là tuột đâu. Tuột là khi nào bạn kiểu như là tung hết sức mạnh ra tống cái mà cái xe nó không đi thì đó mới là tuột. Còn này nếu mà bạn đi bạn dìu cái xe nó thì nó vẫn đi ok. 125, 63 yên yên đã đổi đầu của chiếc 150. Tóm lại là chiếc xe này là mình đang đi số bắp 24-27, zin của 150 là 23-27. Và đó cũng là một cái bài gọi là cơ khí nhẹ đầu, không can thiệp tới gít, không can thiệp tới quá nhiều. Chị ghê vậy, chù cha, nó như một cái máy cắt. Không can thiệp quá nhiều tới phần đầu, không dời gít, không gia công đường nước. Nói chung là giảm tối thiểu những cái việc gia công trên đầu thì nó cái xe nó sẽ bền. Ống ga mình vặn nha, mình vặn rất là ít. Cái xe mới vặn có tí xíu mà đã chạy 6-70 rồi. Nên là về tổng thể là cái xe này đang rất là nhẹ. Còn nếu mà đi ở những khoảng ga đầu á, do cái nồi nó rần rần nên là cảm giác cái xe nó hơi nặng nề. Các bạn cứ bung ga, cứ tống qua khỏi cái khoảng đó là cái xe đi nó sẽ dễ chịu hơn.
rồi là mình đang dìu ống ga lên để cho cái máy nó lên từ từ, chứ lên gấp quá là nó tuột. Dìu ống ga và thề là nãy mình chưa có mạng cứng ống ga gì hết, mới chỉ khoảng gần một nửa. Và cái xe này hiện tại bánh sau đang đi cái xe vỏ nhỏ hơn Jin nha, đang hình như là, nhưng mà mình thấy nó nhỏ hơn Jin đó, 90-80 gì đó. Còn bánh Jin của chiếc những cái clip video đời như thế này á, mình thấy cái bánh Jin của nó bự lắm. Đây là cái chỗ ra phải. Quên. Bây giờ mình thể hiện cái sự tuột nổi đây nha, là các bạn chỉ thấy cái xe nó la thôi nha. Trời ơi, quê phải nồi. Đó là một cái sự thể hiện giống như thùng rỗng mà kêu to vậy á. Xe la mà không hề đi một miếng nào hết. Tức là cái nồi lúc đó là tuôn xoáy luôn, chứ không phải là nó dính lại với nhau để nó đẩy cái xe đi nữa. Các bạn thấy cái sự quan trọng của cái nồi trên chiếc xe Tiga không? Khi mà bạn gấp, cái lực máy nó lớn quá, cái nồi nó không kìm nổi, không có truyền xuống bánh sau được, ok, rồi tuôn. Và lúc đó xe chỉ la thôi. Nên là trên biểu đồ các bạn thấy là nó chỉ tới khoảng 90% gì đó là thấy cái xe, cái đỉnh, cái biểu đồ nó đi xuống rồi. Là lúc mà các bạn vặn gấp, và trên Dino là mình cũng vặn gấp như vậy. Còn nếu mà các bạn dìu thì nó sẽ thoải mái hơn, xe sẽ êm ắng hơn. Nhưng như vậy thì nó không có phê, nó không có đẩy cái xe đi tốt, không phát huy hết được máy mà mình độ trên cái xe này. Ui. Và cái việc nồi tụt như vậy thì mình cũng sẽ không canh được hết cái máy này, tức là canh xăng gió ở ga cuối được. Rồi mình cứ dìu từ từ vậy chạy thôi. Không hổ danh là vô KKBS. Bla. Ok, come back. Quay lại. Ra giống như là để mình đi nhạc tô vậy. Man. Mà xe không có giật. Ok, nói sơ sơ như vậy về phần máy thôi. Quay lại cấu hình này. Đây là vẫn là một cái cấu hình 63 Yen bài bền nhất có thể mà mình làm ở VRT. Và một chiếc xe 125 làm lên 183cc này thì nó về sức mạnh nó cũng sẽ không khác gì 950. Lưu ý là chiếc xe này không giảm máy hay tay gì hết. Và cái yêu cầu của bạn này là cũng để sử dụng đi tour nhiều và đi hàng ngày, chứ không phải là để đi dọn đi đua gì hết. Nên là mình canh cái cấu hình nó đúng mức, tỷ số nén 12.0. Tức là trên piston nó ghi là 12.5 nhưng mà mình canh lùi lại 12 chấm thôi. Sau phần này thì hy vọng là bạn chủ xe sẽ nhanh chóng fit cái nồi để mình tiếp tục canh xăng gió cho nó hết lực máy cái xe này. Còn về cái độ tiêu hao nhiên liệu của cái xe này, nếu mà nạp như mình lúc nãy thì thôi các bạn cũng đừng nên quan tâm. Đã độ lên rồi, chức năng idle stop cũng đã bỏ rồi. Thì việc đi xe độ 183cc trên một chiếc Tiga mà phấn khích như thế này á, thì mình nghĩ nó cũng khoảng chắc là
30-35 km một lít. Hiện tại là ganti vẫn đang ổn định, nó không có chập chờn mà tắt máy lên xuống gì hết. Tức là mình chạy test từ lúc 2 giờ tới bây giờ là 4 giờ thì nó không có dấu hiệu gì bất thường. Mọi thứ đang vận hành rất là trơn tru, ok. Ngoài trừ cái nồi thôi. Ok, một đoạn test drive ngắn gọn như vậy thôi. Thì các bạn Vario, các bạn click 125 không cần phải quá lăng tăng về cái việc độ cái xe 125 của mình đâu. Cứ chơi đi. BRT làm được. Lòng trái 63 H13, dành cho xe 125 không cần nghe máy tay gì hết. Và kết quả đầu ra nó sẽ không khác gì. Mình không thấy nó khác gì mà mình thấy nó nhỉnh hơn những chiếc 150 trước mình làm rồi đó. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem clip nha. Hẹn gặp lại các bạn ở chiếc xe kế tiếp. Bye bye và